nay không có xe đi giao, anh Quang lấy xe nhà đi giao luôn bà con ơi. Hôm nay lấy 7 chỗ đi giao một cái máy gì Bình Thuận nha cô chú anh chị. Dạ bà con, em mua máy ở xa liên hệ với em. Em coi tuyến đường xa thì em tính phí, rồi em phụ bà con được bao nhiêu á, bà con phụ em bấy nhiêu nữa mình di chuyển nha. Còn ở gần thì em bao ship cho bà con mình. Hôm nay thì em với anh Quang đi giao ở Bình Thuận. Hai anh em xuất phát luôn, xe tải kẹt hết rồi. Không chiếc nào đi kịp luôn. Lấy xe nhà đi giao luôn nha bà con. Ghim lên mà sợ chạy cái cản, sợ rớt cái cản xuống không à. Rồi xuất phát thôi. Mời bà con. Dạ và đây là tuyến đường của hai anh em. Dạ đây là cầu Rạch Miễu nha. Dạ di chuyển đi giao một cái máy ở Bình Thuận. Hôm nay thì xe cộ của anh Báo kẹt hàng công ty rồi, cho nên là không xuất phát được. Hai anh em bóc xe này đi luôn, lấy xe nhà của anh Quang đi. Thôi nè bà con. Trời ơi, hôm nay đi giao máy thì 7 chỗ luôn, sót chiếc xe quá trời. Hai anh em bứng lên mà sợ rớt cái cản không à. Nhót cái nhót luôn bà con. Dạ hôm nay thì chắc vài hôm nữa em cập nhật tình hình bán máy lại. Vài hôm nữa có đi nhập máy khác nha bà con. Ai ở xa thì cứ liên hệ với em. Em với anh Đạt hoặc là em với anh Quang sẽ đi giao cho bà con mình. Hôm nay là xuất phát từ Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ đi giao cái máy. Cảm ơn bà con mình luôn tin tưởng và ủng hộ kênh nha. Dạ bà con xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Và xuất phát bà con ơi. Miền Tây à. Đó hướng nó về miền Tây à, cái bè Mỹ Thuận à. Bây giờ hai anh em di chuyển xuống Chành nha cô chú anh chị nha. Để giao về Bình Thuận. Giao về cái máy. Dạ để coi vài hôm nữa chắc cũng có chuyến giao Bình Thuận. Ngày mai là đi giao Phú Yên, đi qua Phú Yên đó cô chú anh chị. Giờ chạy xuống vào Chành, hai anh em sẽ mang xuống. Lần đầu tiên đi giao máy mà bốc xe 7 chỗ nhà đi giao luôn. Thôi em sợ thiệt, sợ luôn. Em sợ chú Quang thiệt á chú Quang. Trời ơi là trời, không có xe đi, ông bốc xe du lịch nhà đi luôn. Sợ gì hết, chỉ sợ đầy thôi bà con. Xe hồ sơ và xe bút bách. Cái chặng nó nằm ra trong sau chứ ta. Dạ đúng rồi. Sau chứ ta. Ừ. Xe lớn vô bình thường mà. Khuya. Vô khuya không à, xe vô khuya không? Khuya. Quẹo đâu đây. Ừ. Văn thân nè bà con. Dạ vào đây giao Chành nha. Giao Chành thì ta sẽ di chuyển đi. Cảm ơn bà con mình luôn tin tưởng và ủng hộ kênh nha. Luôn ủng hộ kênh của Tâm Vlog, luôn sát cánh cùng Tâm Vlog. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Dạ hiện tại thì ở trại ghe nhà mình đã nhận đóng mới chiếc ghế ghe câu, đặt máy tốc độ lại nha cô chú anh chị nha. Dạ có nhu cầu thì liên hệ với em. Cái Chành đó hơn trước nhìn vừa vừa ở trong rộng lắm. Chuẩn bị tới nha bà con. Rồi và hai anh em đã tới Chành của chị Ruột. Dạ đây chị Ruột em đây. Dạ bây giờ giao xong cái máy cho ông anh. Bây giờ đề ba quay trở về nha. Xuất phát về thôi bà con ơi. Không có xe tải đi bốc xe nhà đi sót gần chết. Xuất phát thôi. Dạ bà. Dạ. Hai anh em giờ đói rồi. Nhỏ quán nào ăn hết thì chạy ghé ăn đỡ đỡ rồi về. Cảm ơn cô chú anh chị mình luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con mình nha. Và chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới nha để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng. Cảm ơn bà con. Ai có mua máy ở xa cứ liên hệ em nha. Hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Mời bà con miếng nước luôn nè. Bye bye bà con. Tạm biệt ạ. À.